Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều nay, trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các thông tin đã được Bộ Công an Việt Nam công khai và báo chí cũng đã đăng tải rộng rãi. Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc của Trịnh Xuân Thanh, thì tôi lấy làm tiếc về cái phát biểu ngày 2 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Thông báo ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải. Theo đó, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Để cung cấp thêm thông tin về ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra ngày 31 tháng 7 năm 2017, Đài truyền hình Việt Nam đã liên hệ với cơ quan an ninh điều tra để tìm hiểu về việc này. Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật." Trong quá trình trốn chạy thì suy nghĩ không chín chắn, quyết định đi trốn, và trong quá trình như thế thì thấy là mình cần phải về để đối diện với cái sự thật, và cái thứ hai là cũng cần phải về để gặp lại mọi người, rồi đặc biệt là đối với lãnh đạo, và nhận thức được, báo cáo mình, nhận khuyết điểm, xin lỗi anh ạ, gia đình, động viên.